Hello, xin chào nhà. Em lên cho cả nhà một con đồng hồ Citizen 1964 đời Clockhouse nha, chạy kim trôi như automatic vậy á. Và đặc biệt con này là pin năng lượng nha. Đó, dây nè. Size của nó là 42. Niền đá nha, niền bằng đá. Đó. Mặt xám lông chuột và kim cọc bằng vàng đồng nha cả nhà, màu vàng đồng. Đây. Đáy xoáy chống nước 100 m. Con này chạy pin năng lượng nha, rất là trâu bò luôn. Dây thép đúc có đề mi nha. Size 42. Nguyên rin luôn, dây dài luôn nha cả nhà. Dây cỡ 19 rưỡi luôn. Kim trôi nha. Một con duy nhất thôi nha cả nhà. Giá mới con này rất là cao nha. Đó. Nè. Dừng nè. Reset nè. Rồi, em mời cả nhà nha.